Bức có thể sẽ bị cấm tại Ấn Độ theo ông sắp hátác Bộ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ dù là gì đi nữa libra đích thực là một đồng tiền điện tử do vậy các cơ quan quản lý nhà nước Ấn Độ không cảm thấy thoải mái với loại tiền tệ này chính phủ và ngân hàng Trung ương Ấn Độ đã ra quy định cấm giao dịch tiền ảo và tiền điện tử từ tháng 4 năm 2018 trong khi ngân hàng giữ trữ Ấn Độ đưa ra các hạn chế chính phủ nước này đang soạn thảo một đạo luật bao gồm những hình phạm nghiêm khắc để xử lý đối với các hành vi vi phạm trước phản ứng từ phía Ấn Độ Facebook đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Mạng xã hội của tỷ phú Mark Zuckerberg cũng chưa từng chính thức tìm kiếm sự cho phép từ các cơ quản lý nhà nước Ấn Độ. Đối với việc ra mắt đồng tiền điện tử mà Facebook đang phát triển, Ấn Độ là một trong những quốc gia năng động nhất trong thế giới kỹ thuật số. Hiện có khoảng 310 triệu người sử dụng mạng xã hội tại Ấn Độ. Con số này có thể sẽ tăng lên thành 440 triệu người vào năm 2023. Nhà phân tích Sindabi của ngân hàng đầu tư Jefferies Group từng cho rằng, thành công của đồng tiền libra sẽ phụ thuộc vào sự tăng trưởng bùng nổ liên tục từ các thị trường mới nổi mà ấn độ là một trong số đó tuy vậy phản ứng mạnh mẽ từ phía chính phủ ấn độ có lẽ là điều mà facebook không mong đợi một chút nào